Rồi, chào toàn thể các bác nhá. Đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2023. Thì em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Đấy thì vẫn như dư âm của cái lô máy cắt cỏ hôm qua mới về. Thì hôm nay cũng sẽ soạn ra rất là nhiều những cái mẫu máy khác nhau. Đấy. Hôm nay là bên em lựa ra toàn những cái con đẹp thôi, toàn dọn xuất sắc. Đấy. Nói chung các bác chú ý theo dõi từ đầu đến cuối thì thôi các bác gọi là mê luôn. Đấy, đây các bác nhìn này. À, bình xăng này, bình xăng này, bình xăng này. Đấy, còn những con hàng VIP rất có rất nhiều nhá. Này, mới không? Đấy, mới đó. Đấy, có nhiều con như mới luôn. Đấy, tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này nhá. Cái lô máy này hôm nay rất là phong phú và đa dạng nhiều loại máy khác nhau nhá. Đấy, Echo Komatsu này, Komatsu VIP này, Mitsu này, Mitsu tiếp này, TL26 này. Đấy. Nói chung là toàn nhựa lựa những con đẹp này. Con này mà cỡ những cái con dâu bin mà có bình xăng như này thì bác biết rồi nhá. Đây, những con này nữa này, thấy không? Nhìn nó giống như kiểu thay bình xăng mới nhưng phải nhá, bình xăng zin đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Thì những cái con máy này là bên em bao cho bác là hơi lửa là ok, ngon lành hết rồi. Cái này nó là hàng chưa dọn nhá, vì là bên em về cái số lượng máy đây, bác nhìn đây mới về hôm qua. Đấy, số lượng máy nó nhiều nên là bên em là chưa có thời gian để dọn cho bác nhá. Nhưng mà bên em soạn ra những cái lô máy đẹp như này. Thì ví dụ như là bác nào về là tự dọn được. À, những cái lô máy này thì thường thường là các bác về nhiều con là đổ xăng đổ luôn nhá. Trong cái số này thì là nhiều con là đổ xăng đổ luôn này. Vậy ví dụ những cái con nào mà vì nó còn rất là mới nhá. Rất là mới. Ví dụ như là những con nào mà ví dụ như bác về thì nó chung chỉ xúc rửa bình xăng con đi, nó chạy thôi. Đấy, xúc rửa chế đi là chạy thôi. Đấy, là bình xăng con đấy. Đấy, nhà bên em là bao cho bác là giật hơi tốt rồi, nửa là ok. Đấy, về các bác chỉ có xúc rửa bình xăng con là chạy thôi. Đấy. Thì ví dụ như bác nào mà là không biết dọn máy thì bác có thể là thêm từ 100k cho đến 200k nhá. Thì bên em sẽ dọn ngon lành cho bác luôn. Đấy, dùng các bác về sẵn dùng thôi. Đấy, những cái con nào dễ dọn thì bác cứ thêm vào 100k. Thế còn những cái con nào khó dọn thì bác thêm vào 200k. Đấy là bên em sẽ dọn ngon lành cho bác. Đấy là về chỉ việc dùng thôi. Đấy. Đấy, tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết lô máy này nhá. Thế còn ví dụ các bác có thể là ngắm qua cái lô máy mới về. Thì hôm qua thì em cũng có quay qua, hôm nay cũng quay qua luôn. Đây cái lô máy mới về thì hàng những cái hệ siêu VIP thì em soạn ra riêng cái đống này. Đấy. Siêu VIP thì cũng có Honda, Mitsu, TU, G3K rồi là Komatsu rồi là S26 rồi là TJ27 rồi là các thể loại nhá. Đấy, Echo 260, 265. Đấy. Đấy. Còn là cái lô Estin này, cái lô Mazu này thì có khách chốt rồi này. Lô Talaka này, lô Mazu này. Đấy, thì rất là nhiều máy đẹp nhá. Đấy. Cái còn cái lô máy đây là những cái lô máy gọi hàng rẻ rẻ này, rẻ rẻ cho bác này. Đây cỡ độ vài trăm một máy. Đấy, nó dùng rất là nhiều nhá, trông về thế này thôi nhưng mà cái lô máy tầm rẻ rẻ nhiều đấy nhá bác nhá. Đấy, không ít đâu. Đấy, đấy bác nào có làm cái lô Talaka chân trống thì em có một lô xa xa rồi. Đấy. Đấy, còn đâu thì em cũng sẽ lên cho bác nhá. Đấy, đây là lựa toàn những cái con đẹp bán trước. Đấy, còn những cái con xấu thì để gặm dần. Đấy, như vì nhá, gọi xấu là xấu vỏ thôi chứ còn máy của nó thì ngon. Đấy, ý thế. Thế còn cái phần đầu chương trình thì bao giờ thế em cũng sẽ dành một ít thời gian là giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá, bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn là đất chè của bác nhá. Thì các bác có thể sạc trên mạng, địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi nhá. Đấy, chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn, chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian, giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn, nói chung là không một nơi nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè. Đấy, chè thì nó là giống chè tuyết thơm này bác này, giống chè tuyết thơm búp mắc câu rất là ngon luôn nhá. Đấy, cao cực kỳ ngon luôn. Đấy, cái chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới, không phải chè cũ nhá. Đấy, cái thực tế thì bên em cũng đang sao đây cho bác xem. Đấy, kia xa xa là cái đồi chè cả. Đấy, và đây là bên em cũng đang sao chè. Đây, sao thủ công đây. Đấy, thủ công. Đấy, củi lửa no nhá. Đấy, chè mùa này thì bao cho bác là rất là ngon này, ok này, nước xanh cực kỳ luôn. Đấy, còn qua trong qua quá trình sàng sẩy nữa đây bác này. Đấy, cái này là đấy, cái này còn phải sàng sẩy nữa cơ, còn làm khô nữa, nhưng mà chè mới 100% luôn nhá. Đấy,
phải nhặt nhạnh sạch sẽ, không phải là đơn giản. Đấy, làm một cái búp chè ra là rất là nhiều công. Đấy. Thế thì chè chỗ em nó là giống chè tuyết thơm nhá, búp mắc câu rất là ngon. Vị của nó sẽ là nước xanh vị thơm, tiền chát ngọt hậu lưu hương. Đấy. Thì chè bên em có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 trên 1 ký. Loại thứ hai là loại 170.000 trên 1 ký và loại thứ ba là 200.000 trên 1 ký nhá. Đấy. Thì bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi. Thì có từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 3 ký bên em bao ship luôn nhá. Trên 3 ký là áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 2 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi nhá. Nên là bác không phải lo về chuyện phí ship. Đấy. Thì bác mua chè, mua máy, mua chè liên hệ số thứ nhất này. Bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ số thứ hai là số chuyên về chè nhá. Đấy. Thì đấy có những cái loại như thế thì bác có thể là mua uống thử nhá. Đấy. Thì đảm bảo thì các bác sẽ là rất là hài lòng. Rồi, ok. Thì ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật nhá thì bên em còn bán cả hàng mới nữa nhá. Đấy thì hàng mới bên em thì toàn là những cái hàng phun thùng như này này. Hàng mới này thì toàn là những cái mẫu máy công suất lớn thôi, chủ yếu dành cho bác về phát cước. Nói chung là phát cước là bao ngon luôn. Đấy. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em đã bán ra thị trường từ cách đây rất là lâu rồi. Nên mà các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhá. Chất lượng rất là ok, chạy ổn định mà giá thành thì cũng hợp lý. Đấy. Thì em đi vào chi tiết luôn này. Đây có cái mẫu thứ nhất là mẫu này này. Cái này là bên em bán cho bác đủ bộ cả máy cả cần luôn nhá. Đấy. Mẫu thứ nhất là mẫu này. Mẫu này nó là cái mẫu 260 này. Cavani 260. Đấy, 26cc 34 ly nhá. Đầu này tung giờ thì bác có thể gắn dây xịt thuốc là ok luôn này. Đấy. Hàng này là có đóng lốc này. À có đóng mã số CD các kiểu này. Nói chung hàng này thì bao cho bác là xài rất là ngon nhá, ổn định. Đấy. Giá của cái này là đủ bộ này. Đủ bộ giá của nó là giá bao xịn sò luôn nhá, giao riếc đầy đủ nhá. Đấy. Bao ship luôn. Giá của nó là 1350 bao ship. Giá này giá sang tay rồi nhá. 1350 bao ship, giá sang tay. Rồi ok. Tiếp tục này. Em chuyển sang mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai thì là mẫu này. Mẫu này là Toshiki TS33. Hàng này thì bên em bán nó quá là chạy cái dòng này rất là lâu năm cái dòng này này. Thằng này là công suất nó vừa tầm này, 33cc này, bít tông 36 ly. 36 ly luôn. Đấy. Xài bố quân lớn nhá. Thằng này máy lớn này, bố quân lớn này. Đấy, bố quân lớn này. Đấy cái thằng này thì giá của nó là 1.500.000 bao ship nhá. Giá này cũng là giá buông tay thôi. Giá tay nào cực kỳ mắc. 1.500.000 bao ship cho bác luôn. Đấy. Ok, hàng chất lượng rồi khỏi ok, cực kỳ ngon nhá. Đấy. Mẫu thứ ba này. Mẫu thứ ba thì em chuyển sang cái mẫu 4 thì cho bác này. 4 thì em có hai mẫu này, một mẫu là GX25 và một mẫu GX35. Thì mẫu máy lớn GX35 trước đi. Cái này là 4 thì nhá. Để bác dùng sang không này. 4 thì này thì là gỗ GX35. Mẫu này thì bên em bán quá là nhiều rồi. Nên bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhá. Đấy. Nó đều máy nó đều có số CD này. Đấy. Thằng này thì quá chất lượng rồi, dùng rất là ổn định nhá. Đấy, đây. Đấy, thằng này giá của nó là 1.700.000 bao ship nhá. 1.700.000 bao ship cho bác luôn. Đấy. GX35 máy lớn nhá. Cái này là GX35 máy lớn này, 1.700.000 bốn thì này. Sử dụng tay ga bóp này, phụ kiện đầy đủ đi kèm này. Đấy. Rồi tiếp tục này. Thì cái mẫu tiếp theo là mẫu GX25 nhá. Mẫu GX25 hay là CX25 là nó luôn. Đấy. Thực ra thì nó chỉ khác nhau cái tên thôi. Nhưng mà cái mẫu này là tuy là máy nhỏ nhá, tuy máy GX25 là máy nhỏ nhưng mà lại đắt hơn cái mẫu máy lớn này nhá. Đấy lưu ý. Cái máy 4 thì nó thế. Máy nhỏ lại đắt hơn máy lớn. Đấy. Chủ thể là nó đắt hơn 200. Đấy. Cái thằng này thì quá là chất lượng rồi, cái dòng GX25 này. Đấy, chất lượng GX25. Xài bố côn nhỏ này. Bố côn nhỏ. Đấy 4 thì của nó là máy càng nhỏ thì càng đắt nhá, lưu ý là thế. Đấy chứ không phải là các bác nghĩ là máy lớn là nó đắt đâu. Máy càng to càng đắt đâu, cái máy 4 thì là thế nhá. Đấy. Càng nhỏ càng đắt. Bởi vì là những cái chi tiết của nó phải làm nhỏ. Đấy các bác để ý cái cả bác mua vòng bi thế. Vòng bi càng nhỏ càng đắt. Đấy. Nó không tốn bao nhiêu cái tiền ấy nhưng mà nó lại cái kỹ công nghệ của nó. Đấy. Cái thằng này thì quá chất lượng rồi, nó đắt hơn cả thằng 25 này. Đấy, thằng này cụ thể của nó là đủ bộ của nó là 1.900.000 nhá. 1.900.000 bao ship. Đấy, nó cao tiền. Chứ không phải rẻ đâu. Đấy, hàng này rất là chất lượng này. Hàng CX25 này. CX25 chất lượng 4 thì. Đấy. Đây là một sự lựa chọn nữa cho bác nhá, 1.900.000. Rồi. Tiếp tục này. Cái mẫu tiếp theo này. Đây. Mẫu tiếp theo thì em có cái mẫu da ken này này.
Jaeken này thì hàng này thì nó thiết kế theo mẫu máy Thụy Điển 143 này. Jaeken 143 nhá. Đấy. Hàng này thì nó thuộc cái phân khúc hàng cao tiền đấy, chứ không phải rẻ đâu. Đấy, cao tiền. Đây, côn lớn bố côn lớn này. Thằng này trên 40cc nhá, bít tông 40 ly. Ừ, 40 ly. Thằng này giá của nó thì là 1 triệu 8 bao ship nhá. 1 triệu 8 bao ship. Đấy. Rồi, tiếp theo này. Đấy, nên rất là nhiều mẫu cho bác nhá. Tiếp theo là cái mẫu này. Thì em có hai cái mẫu là thuộc chất lượng là thuộc cái hàng phân khúc hàng cao cấp, hàng cao cấp hàng đắt tiền, là cái mẫu này. Mẫu này là đây là mẫu này dành chuyên cho những cái bác nào vậy là đồi cực kỳ rộng luôn mà phát liên tục thời gian dài. Bác dùng thì em hai cái mẫu này nhá. Tất cả những cái mẫu này thì đều rất là ok rồi nhá. Các bác phát thoải mái nhá, dùng gia đình quá thoải mái luôn. Nhưng mà cái mẫu này nó hơi đặc biệt tí là nó dành cho những cái bác nào phát phải nói là cực nhiều luôn. Đấy. Thì tác dùng hai mẫu này. Toshizo 541. Này, nhìn này. Cực kỳ dày nhá. Đấy, bác nhìn cái ổ giật nó thiết kế này. Đây chế của nó này, chế lọc gió hai lớp luôn. Nói chung là mọi thứ nó làm đều cực kỳ dày. Kể cả những cái tay cầm của nó là đều là nhôm dày 2 ly hết. Đây, nhôm 2 ly hết này. Làm là siêu dày nhá. Đấy. Thì cái thằng này là cũng trên 40cc, bít tông 40 ly này. Đấy, côn kiếc này có số này. Đây. Côn số nhá. Đấy. Thì cái thằng này giá của nó là 2.250.000 nhá, 2.250.000. Đấy là hai cái dòng máy thuộc cái phân khúc hàng cho bác phải phát nhiều. 2.250.000 cái mẫu này. Đấy. Tiếp tục này. À, có cái mẫu tiếp theo, còn đắt hơn cái mẫu này, đó chính là cái mẫu này này. Mẫu này thì chắc là nhiều nơi họ bán này. Nhưng không riêng gì bên em, nhưng bên em có cái mức giá rất là tốt cho bác này. Mẫu này là thuộc mẫu siêu cao cấp. Thì cái thằng này là thằng Hu Thái, tên nó thằng Hu Thái này. Bít tông 41 ly này. Đấy. Thằng này nó hơn một đặc điểm ở chỗ đó là cái chế của nó là sử dụng chế Nhật quân vừa rồi. Quân vừa rồi chế Nhật tiết kiệm xăng. Cực kỳ luôn. Đấy. Quân vừa rồi nhá. Côn số này, côn Nhật luôn này, SKS này. Đấy. Hu Thái này. Đấy. Thằng này đương nhiên rồi. Thằng máy cao cấp của nó thì bác nhìn nhôm này, dày 2 ly luôn. Ống cận hay 2 ly luôn nhá. Đấy. Đương nhiên là giá của nó thằng này là 3.050.000, 3050. Đấy. Hàng siêu cao cấp nhá. 3050. Rồi. Thế bên em còn một mẫu máy nữa mà là nấu 52cc này, bác lấy mẫu này này. 52cc. 52cc nòng nguồn 4 ly này. Dành chuyên cho những cái bác nào mà thấy 40 ly vẫn còn yếu, bác lấy cái đủ bộ cái mẫu 52cc hàng phun thùng như này. Thùng cần nối này, cần nối hai đoạn này. Đấy, mẫu này bao. Đấy, rất là sắc nét ok nhá. Đấy, thằng này thì giá của nó là 2.1 triệu nhá. 2.1 triệu bao ship. Mẫu 52cc 44 ly. Rồi. Thế là xong cái phần máy cắt cỏ đủ bộ nhá. Thì bác nào mua máy cưa thì bác có thể là mua cái mẫu này cho em. Mua máy cưa này là mẫu cưa xài gia đình cực kỳ ok này. Đấy, mẫu này là hàng bên em là nhập về cái hàng này nó là hàng cao cấp này. Đấy, trước bên em nhập về một cái hàng rẻ hơn. Hàng rẻ hơn thì rõ là dễ bán nhưng mà bên em muốn cho bác trải nghiệm những cái dòng máy cao cấp ấy. Đấy, thế là bên em nhập về mẫu này. Cái mẫu này nhưng mà bán nó cũng kể là bác cũng chưa ấy nên là giá cũng chậm. Đấy, bán cũng chậm nhá. Thế bên em là cũng quyết định là thanh lý cho bác với mức giá là thu hồi vốn thôi. Đấy, để cho bác về có cơ hội dùng thử những cái dòng máy nó chất lượng nhá. Đấy. Thì cái thằng này là em để cho bác giá là 1450 nhá, 1450 giá thu hồi vốn. Rồi, ok. Đấy, chỉ có duy nhất vài suất thôi chứ không có nhiều đâu. Cái dòng cưa tay cụt cao cấp này. Đấy nhá, 1450. Rồi tiếp tục này. Thì bác nào mà hỏng những cái mẫu đầu máy thì liên hệ bên em luôn nhá. Bên em có những cái đầu máy cho bác về thay thế và những cái đầu máy hỏng này. Đây có cái mẫu này. Mẫu này là mẫu đầu máy 26cc 34 ly. Hàng này thì bên em bán quá là nhiều rồi. Chất lượng thì khỏi phải bàn. Tum nhỏ, tum rời nhá. Đấy. Đấy, cái thằng này là 700 đầu bao ship. 700 đầu bao ship, chất lượng khỏi bàn luôn. Tiếp tục này. Mẫu tiếp theo là cái mẫu công suất lớn hơn này. Hàng này này. Đầu máy hàng này. Hàng Toshiki này. Thằng này thì 33cc nòng 36 ly, dài 4 côn lớn này. Đấy, thằng này là 900 đầu bao ship này. Rồi tiếp tục này. Đấy, bác nào mà cần những cái đầu máy công suất khỏe thì lấy cái mẫu đầu này kìa. Đầu này là mẫu đầu máy 52cc nòng 44 ly. Và những cái đầu máy này bên em tháo ra từ những máy khoan đất nhá. Khoan đất hàng hàng Hirota, hàng đạt chất lượng Thái Lan này, Thái Lan Quality này. Đấy. Thằng này là mấy cái dòng này thì quá là ok rồi, ngon lành rồi. Đấy. Đấy, chính vì tháo về những máy khoan đất nên cái bình xăng nó nằm quay ngang lên này. Đấy. Mà để nguyên như này bán cho bác thì để cho bác này. Đấy, cái này là bác về gắn cần phát cỏ là dùng luôn nhá. Phát cỏ vô tư nhá.
Thế mà để nguyên cái bình xăng kiểu như này thì em tính cho bác giá 1,250 triệu bao ship nhá. 1,250 triệu bao ship. Thế còn ví dụ thay cho bác cái bình xăng máy cắt cỏ thì bác thêm vào 50.000 nữa nhá, là 1,3 triệu bao ship. Đấy. Ok chưa? Đấy. Thế để nguyên này 1,250 triệu này, thay bình xăng 1,3 triệu này. Đấy. Rồi. Thế còn bác nào mua cái đầu máy 4 thì cũng liên hệ bên em luôn. Bên em bán cả những cái đầu máy 4 thì hàng GX35 này. Mẫu này thì là 1050 nhá. Đây mới 100 nhá. Cái này để bụi thôi. Đấy, 1050, hàng ấy rất chất lượng nhá. 1050. Đấy. Ok. Thế xong cái phần máy mới nhá. Thì em di chuyển ngay đến cái phần máy bãi để không mất nhiều thời gian của bác nhá. Đấy. Thì vẫn như là lúc nói ban đầu ấy thì bên em soạn ra cái lô máy cắt cỏ hàng bãi này là bên em là bao cho bác là thứ nhất là giật hơi tốt và có lửa. Đấy, nếu bác nói chung về chỉ có vệ sinh bình xăng con đi là nổ thôi. Đấy. Nhiều con là không phải làm gì cả, đổ xăng vào là chạy luôn. Vì lý do là bên em lựa toàn những cái con đang trong tình trạng rất là mới. Cực kỳ mới nhá. Lưu ý hàng này là hàng lựa nhá. Chứ không phải là hàng máy sàng sàng bình dân nhá, hàng lựa đẹp. Đấy, hàng lựa đẹp nên là giá của nó sẽ là cao hơn so với cả cái gọi là xấp xỉ thôi. Gọi cao hơn so với cả cái giá trung bình của những cái máy đấy thôi, một tí. Vì nó là hàng lựa đẹp, như ý nhá. Nhưng mà giá của nó thì vẫn bằng so với cả giá thợ thôi. Tức là cao hơn cái giá thợ tí. Đấy, nhưng mà nó là máy đẹp nhá. Đấy. Nhưng mà nói chung là vẫn rẻ hơn so với cả nếu mà các bác mua ấy nhá. Đấy. Thì cái này thì bên em bao cho bác là như thế. Nhưng mà chính vì giá của nó là nó rẻ rồi. Nhưng vì thế là bên em sẽ chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa tiền phụ kiện nhá. Như ý như thế. Đấy. Thế mà sẽ đi vào ví dụ cho bác luôn. Đấy. Thì lô hôm qua là lô G nhá, thì hôm nay lô H nhá. Lô H thì có này thì là cái con Mitsubishi T100 này. Đây dòng Mitsubishi nhá. Đấy. Đấy, con này thì đây cần kiếp tay lái của nó đều rất ok. Đấy. Đấy. Mitsubishi T100, con này là 20cc này, nòng 30mm này, hiệu Mitsubishi này. Đấy. Đấy, con này thì dơ hơi tốt này. Đấy, hơi rất tốt nhá. Đấy. Cái con này thì bác nhìn quan sát thì vú bơm nó vẫn chưa rách này. Đấy, vú bơm chưa rách luôn. Đấy nhá. Đấy. Thì chứng tỏ máy của nó là vẫn là máy còn nhìn còn ướt này. Con này thì dễ là vẫn đang trong hoạt động, tình trạng vẫn hoạt động nhá. Đấy, hơi tốt. Thì con này là tính cho bác con H1 nhá. H1 này là em bán cho bác là giá chưa dọn này. Cái này về bác xúc rửa bình xăng con đi nhà là chạy được nhá. H1. Con này tính cho bác 550 nhá. 550.000. Đấy, lưu ý là giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Và chưa có tiền chưa. Ví dụ bác nào mà không biết dọn nhá. Ví dụ bác đây là cái này là hàng chưa dọn này. Bác nào không biết dọn thì bác thêm vào từ 100k cho đến 200k bên em dọn cho nhá. Những con nào khó dọn thì những con nào dễ dọn thì thêm vào 100k. Là máy bên em dọn cho bác ngon lành về dùng luôn. Con nào khó dọn thì bác thêm 200k. Đấy. Đến như này là chưa dọn này. Đấy. Thì bác nào mà muốn bao ship nữa thì bác thêm vào 50.000. Thì bác nào mà muốn mua thêm bộ phụ kiện nữa thì thêm vào 50.000. Ví dụ như con này nhá. Con này là 550 hàng chưa dọn này. Bác thêm 100k là bằng 650 này. Thì bác thêm 50.000 tiền phụ kiện này, 50.000 tiền phí ship này. Tổng là 750 về nhà. Đấy, như vậy nó rất là rẻ nhá. Đấy, như vì thế. Đấy, ok này. Em đi tour nhanh các bác nhá. Thì thời gian nó không có nhiều. Đấy. Cái con này như thế nhá. Thế bác chủ trương những cái con này như thế thôi. Là xong. Rồi, xong con này nhá. Cái con thứ hai này, con này thì quá đẹp rồi. Đẹp từ đầu đến chân luôn. Con H2 phải nói là xuất sắc luôn. Thế bác nhìn bình xăng này thì bác biết mức độ đẹp của con máy. Cái thứ hai là nhìn cái nóc máy này. Nóc máy nó còn sáng choang như này thì bác biết rồi, thấy không? Đấy. Thứ hai nhìn cái vú bơm này. Vú bơm của nó vẫn còn trong này. Con này đấy, thấy không? Chưa rách nhá. Những cái con này thì thường thường là các bác về 90% về các bác đổ xăng nó lổ luôn thôi. Vì vú bơm chưa rách này. Đấy. Chế tay đỏ nhá. Con này đẹp lắm này. Hàng xuất sắc này. Tay cầm này. Đấy, thấy không? Nó này, nhìn cái đầu bò này. Con này có khả năng là chưa xài nên. Đấy. Quá xuất sắc luôn. Nói chung hàng đẹp nhá, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Lưu ý này. Đấy. Hàng đẹp chứ phải khác hàng thường. Hơi thôi, ở trên. Ôi giời. Cái này thì khả năng đổ xăng đổ luôn thôi chứ còn gì. Này. Được chưa? Tanaka 20cc nhá, nòng 30mm. Con H2.
H2 con này tính cho bác giá là cái này 950 nhá, 950.000. Đấy, hàng đẹp xuất sắc. Đấy, ok. Tiếp tục này. Nhưng mà lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác một con Echo này. Echo này là Echo con này như là 26 đi phải. À con Kyurit, không phải Echo, một Kyurit này. Kyurit với Echo là một thôi. Con này nhìn bì xăng rất là trắng này. Chế của con này là chế quan bờ dầu 2 kim này. Quan bờ dầu 2 kim. Dầu 2 kim nhá. Đấy. Con này bác nhìn thấy vú bơm này. Vú bơm còn trong này và không bị rách này. Chứng tỏ con này còn rất mới này, nhìn đâu. Này. Bơm lên ken két luôn nhá. Thì 90% con này về đổ xăng đủ luôn. Con này là Echo 2310 này, hàng VIP này. À, tum nhôm này. Con này tum nhôm này. Con này dùng ngon lắm. Cực kỳ luôn, 2310. Đấy, con này nhìn mình xăng trắng này, thấy không? Tay cầm zin nguyên bản này. Tàu bò chấn kẹp đầy đủ nhá, vẫn còn một cái lưỡi cả. Đấy. Dòng Echo này thì dùng ngon. Con này hơi tiếc một tí là cái vỏ chỗ này hơi lứt tí này, do vận chuyển này. Hơi thì khỏi chê. Hơi này. Hơi quá ngon nhá. Đấy. Đấy. Dòng Echo này ngon này, dòng Echo này là VIP này. À, H3 này. H3 là con Echo 23 nhá. Con này VIP tính cho bác 1 triệu dòng này dùng ngon, 1,2 triệu. Dòng này ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Đấy. Dòng này dùng bền, ngon. Tiếp tục đây, em lên cho bác con tiếp theo. Em lên cho bác con H4 nhá. 4 là con này. Con này thì bác nhìn cái bịch xăng của nó thì để biết cái con máy nó thế nào. Đây, con này còn sang Nhật luôn này. Con sang Nhật luôn này. Áo sóng sánh này. Nhìn bịch xăng này, thấy không? Con Echo trắng. Mới lắm. Đây, thấy không? Mới cực kỳ luôn. Nhìn cái lốc máy này. Ồ, cái lốc máy nhìn sáng choàng này, thấy không? Cú bơm chưa rách luôn này. Đấy. Quá đẹp luôn. Tay cầm zin nguyên bản này. Đấy nhá. Con này nhìn đẹp lắm. Hơi này. Ui, hơi quá xuất sắc. Cùng. Rồi. Xuất sắc nhá. Con này là Echo trắng 22cc. Nòng 32 ly. 32 ly nhá. Mới 90%. Con H4. Con H4 này. Con này tính cho bác giá là... Vì con này quá xuất sắc nhá. Này tính cho bác 1050, 1050. Đấy, xuất sắc. 1.050.000, xuất sắc nhá. Rồi tiếp tục này. Đây em lại lên cho bác một con dòng này, dòng siêu VIP này. Đây. Con này là con siêu VIP này, trông thế này thôi nhá, nhưng mà giá rất cao đấy. Con này chính xác của nó là con Komatsu côm bướm nhá. Côm bướm. Dòng là Agip 263 nhá, 263. Đấy. Con này là phiên bản cái màu tím tím này, là rất hiếm này. Tum nhôm này, thấy không? Chung con này thì bác về rửa lên là rất đẹp luôn. Đấy. Vú bơm này, vú bơm chưa rách luôn này, thấy không? Vú bơm chưa rách luôn nhá. Đấy. Ôi bơm ken két luôn. Con này thì về khả năng bác về đổ xăng nó lổ luôn thôi. Đấy, chịu khó về rửa đi, vì đây là bụi nhá. Bụi này là do máy bãi nó thế đấy. Đấy, con này có một độc đáo ở chỗ này. Thứ nhất là cái cần của nó đây. Cái cần của nó có vẻ dài hơn so với các loại cần khác này. Đây này. Đây nha. Hai con này bằng nhau này. Hai con này ngang nhau nhá. Thì cái cần của nó này. À như nhau thôi. Nhưng mà cái con này dài hơn ở chỗ cái con này nó có cái bộ cắt kiểu là cắt tầng tầng đơ này. Đấy bác hoàn toàn có thể tháo ra được nhá. Tháo ra được nhá. Ok. Đấy rất là độc đáo ở chỗ này luôn. Đấy. Đấy, ok. Tay cầm zin nguyên bản này. Con này thì hơi quá tốt luôn. Thì trong các dòng thì cái dòng máy Komatsu côm bướm này là dòng đắt nhá. Dòng đắt ngang Mitsu luôn. Không phải đắt. Con này hơi quá ngon luôn này. Đấy. Dây giật còn trắng phếu này. Đấy. Đấy. Hơi quá ngon nhá. Đấy. Chúng con này thì bác về rửa lên là đẹp lắm này. Đấy. Nó lại có cái đặc biệt ở cái kia. Đấy. Con này bao đẹp nhá. Đấy. Nên là dơ thôi nhá. Con H5. Con H5 này bao đẹp. Mà dòng VIP luôn. Đấy. H5. Con này tính cho bác 1.8 triệu nhá. Đấy, 1.8 triệu dòng siêu VIP. Đấy. Cái này những cái con này mà thị trường là bán trên 2 triệu hết nhá. Bác nào còn vào phải mua trên 2 triệu hết. Một con nào đẹp xuất sắc nữa họ bán tầm 2 triệu rưỡi, không ít đâu nhá. Lưu ý. Rồi tiếp tục này. Đây để bác 1.8 triệu là rất rất là rẻ rồi.
Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác một con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác cái con này cũng tương đối là VIP này. Rất là mới đây. Con này nó là con Hitachi nhá. Con này công suất lớn này. Con này công suất của nó lên tới là 27cc này bác này, 27cc này. Đấy. Con này bác nhìn vú bơm này, vú bơm chưa rách luôn này, thấy không? Bơm vẫn ken két luôn nhá. Đấy. Con này khả năng là 90% bác về đổ xăng đổ luôn nhá. Đấy. 27cc. Cái con này ăn một kiểu nó là tay ga bóp xịn sò luôn này, thấy không? Đấy. Đấy, nguyên bộ tay ga bóp này bán lại được rất nhiều tiền nhá. Đấy, con này thì bác về rửa lên nó rất là đẹp luôn. Đấy, máy đời mới. Đấy. Hơi rất là chắc luôn. Đây. Tổng thể này. Hơi quá chắc luôn. Đây. Hơi quá tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy. Rồi, dây giật trắng phếu đây. Đấy. Ok nhá. 27cc. Con này khỏe này. Mà lại còn tay ga bóp hệ luôn. Đấy. Con H6 nhá. H6 này quá xuất sắc này. Con này tính cho bác 1 triệu mốt nhá. Máy lớn 27cc. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác một con máy cũng rất là đẹp mà giá thì cũng rất là bình dân. Đó, cái chính cái con này này. Con này nó là con Singu. Singu 2.2 là 20cc, nóng 30 ly này. Con này thì bác có thể quan sát bình xăng zin này, nó còn trắng đến mức độ như này thì bác biết mức con máy nào. Nha, nhìn cái lốc này. Không có ít dầu mỡ gì em nhá. Đấy, vú bơm này, chưa rách luôn này. Ơ vẫn còn xăng nhặt này. Con này có khả năng là nổ luôn chứ đùa thì. Đấy. Rất là mới nhá. Đấy, này, thấy không? Đẹp tuyệt vời luôn. Tay cầm này. Đấy. Đấy, ok nhá. Nói chung là máy nhìn rất liền lạc đấy, hơi này. Hơi quá ngon luôn. Đấy. Đấy, hơi quá ngon nhá. Đấy. Rồi, con này mới lắm. Đấy. Ok. Con này con H7 nhá. H7 này em lại tính cho bác con H7 rất mới này, H7. Con này tính cho bác 800 nhá. Rất là mới luôn, 750 đi. 750.000. Đấy. Ok. Tiếp tục này. Đây, em về lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác cái con này là con Mitsu này. Mitsu chính xác của nó là con Mitsu TBE27 nhá. TBE27 xài chế hai họng tiết kiệm xăng cực kỳ luôn này. Cái con này về nó nguyên bản nó có một cái bọc lấy ni lông này luôn nhá. Ni lông này luôn này. Nhìn bình xăng này, nhìn bình xăng này. Quá trắng luôn này. Nhìn cái lốc máy này. Lốc máy nhìn này. À nhìn cái vú bơm này. Vú bơm còn trong vắt này, không xài mấy luôn này, thấy không? Đấy. Quá đẹp luôn. Đây, con này sản xuất thì như là 2018 này. Đấy, 2018 luôn, TBE27 nhá. 27cc. Đấy, con này sử dụng tay ga bóp xịn sò luôn này. Đây này. Con tay ga bóp xịn sò luôn này. Đấy. Nó thiếu một bên tay máy, mà bổ sung cho bác một thêm một bên tay nhá. Đấy. Nói chung máy đẹp lắm. Đấy. Cái con này thì nhìn cái tướng như này là 90% là bác về đổ xăng nó lổ luôn thôi. Vú bơm nó còn trong vắt này mà và không bị rách gì đâu nhá. Bơm này. Bơm ken két luôn. Rồi, ok. 90% luôn. Ôi cái dây giật này. Nhìn này, thấy không? Xuất sắc luôn. Đấy. Đẹp nhá. Đấy, máy đẹp xuất sắc luôn, 27cc. Hiệu Mitsu nhá, Mitsu nhưng đời Ryobi nhá. Đấy, nhìn xuất sắc này. Con 28 này. 28. Con này 1.5 triệu nhá. 1,5 triệu. Đấy. Quá là mới luôn. Rồi tiếp tục này. Em lại lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác cái con này thì các bác cũng nhìn cũng chán luôn. Thì đúng là em bên em lựa ra toàn máy đẹp thật. Nên là con nào cũng đẹp. Con này nó là con Echo đời mới này. Echo xanh đời mới này. Có nhìn cái vú bơm chưa rách này. Thứ hai nhìn bình xăng này. Cái con này máy lớn nhá. Con này máy 26 luôn này. Đây này, 26cc này. Trắng phau này, thấy không? Đấy, mới ra nhìn tay ga bóp hệ này. Bóp hệ luôn này, thấy không? Đấy, công tắc này. Đấy, nói chung máy đẹp lắm. Đấy, ok nhá. Đấy, tem mác rất là sáng sủa luôn. Đấy, chắn cỏ kìa, nhìn cái chắn cỏ kìa. Đấy. 26cc 34 ly, dòng này dòng Echo đời mới. Tiếp theo nhìn cái dây giật này. Dây giật trắng phau này. Hơi này. Hơi quá ngon luôn. Con này thì chắc là 90% thì bác về đổ xăng nó lổ luôn thôi. Vú bơm chưa rách. Đấy. Ok nhá. Con H9 này. H9. Con này tính cho bác giá 1.2 triệu nhá. Đấy. Xuất sắc luôn.
1,2 triệu, 26cc 34 ly. Giờ tiếp tục đây, nhưng mà lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác con này, con này là con Jobin hai ốp 22cc. Con này cái hay của nó là có giật trợ lực to này. Ồ, giật trợ lực to, vú bơm cũng chưa rách luôn đấy, hơi cứng nhưng mà chưa rách đấy. Chung dòng này có trợ lực thì con này thì bác về rửa lên nó rất là đẹp này, bình xăng này đấy, niền đạc 22cc nhá. Tay cầm mai em thêm bác cái tay cầm nữa nhá. Con này dây giật cũng trắng luôn đây đấy, dây giật này trắng phếu này đấy. Đấy. Đấy, máy này là chưa về có vệ sinh nước nước gì đâu nhá, nên là bác hoàn toàn là bác xem rõ tình trạng máy nhá. Đấy, đấy bên em là không hề điêu, được chưa? Đấy, con H10 nhá, H10 này, con này đẹp đấy, con này nó xung xuất sắc đấy, không phải dạng vớ vẩn đâu, trợ lực luôn này. Đấy, con này tính cho bác tính cho bác 850 đi. Đấy, đấy, ok. Rồi tiếp tục này, em lại lên cho bác một con nữa, phải nói là nó phải là ruộng soạn xuất chúng luôn, nó chính là con này. Con này vừa xuất chúng vậy là vừa là hàng VIP luôn nhá. Đấy, con này chính xác của nó là con Komatsu côm bướm 2410. Đấy, nói chung là nhắc đến Mitsu với Komatsu thì là hai dòng đứng đầu. Thì trong đó cái thằng côm bướm này là VIP. Các bác nhìn cái bô này, nhìn thấy nước sơn bô này, nó còn đen xì như này, thì bác biết mức độ con máy nó thế nào. Đấy nhá. Thứ hai là nhìn cái nóc máy này, nóc máy nhìn còn sáng choang này, thấy không? Nhìn sáng choang chưa? Đấy, với nhìn vú bơm này, vú bơm thì cũng hơi rách rách kìa. Đấy, thì bác phải thay vú bơm thì là chạy thôi. Với nhìn cái tum này, tum này không chạy một tí nào luôn nhá. Đấy, thấy không? Đấy, quá xuất chúng luôn. Đấy, tay cầm zin nguyên bản này. Đấy, 2410. Con này phải nói là quá xuất chúng luôn, chứ không phải xuất sắc nữa. Mấy dòng siêu VIP luôn nhá. Con này có thêm cả trợ lực nữa này. Ui giời, cái dây giật này. Đây. Còn gì để nói nữa không? Rồi, quá đã luôn. Con này gần như máy mới luôn chứ không phải là dạng bình thường nhá. H11. H11 con này tính cho bác giá là 1,6 triệu nhá. Đấy, hàng siêu VIP. Hàng siêu VIP 1,6 triệu. Con này các bác cứ lấy về bán hơn 2 triệu thoải mái luôn nhá. Thì nó quá đẹp. Đấy. Ok. Tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác cái con này thì bác cũng nhìn cũng là chán luôn. Bởi vì nó là này, nhìn bình xăng này. Đừng bảo bình xăng lô nhá, vì đây nó bình xăng zin đấy. Cái con này nó có hay ở chỗ là con này là con tốp săn này. Dòng này dùng cực kỳ thích này. Cái chế của nó là giống kiểu chế máy cưa này. Vú bơm chưa rách luôn này, thấy không? Bơm tên két luôn nhá. Để bác nghe tiếng này. Đấy. Nhìn cái tum này. Tum trắng như này thì út trời. À, tay ga bóp này, xịn sò này. Đấy. Thế là nhìn cái chắn cỏ, nhìn chán luôn này, chắn cỏ này. Máy cô máy gì mà dùng mà lại đẹp như này. Sợ thật. Đúng là không còn gì để nói nữa rồi. Trong này dùng cực kỳ thích này. Con này bác về cân lên nó rất nặng nhá. Nó nặng đấy, không phải nhẹ đâu. Nói chung dòng này thì chân nó dòng chất lượng, chất lượng cao. Con này là 26cc nhá. Đây này, nhìn là 26 đây này. 261 đây này, D đây này. Còn dây giật này. Rồi, còn dây giật thế này thì bác nhìn. Rồi. Thông báo trước là dòng này dùng cực thích nhá. Đầm máy rất là bền. Đấy. Tốp săn 260. Con này H12. Con này 26cc 34 ly nhá, H12 quá đẹp này. Con này tính cho bác giá là 1,3 triệu nhá. Đấy, dòng này dùng ngon lắm. Chế máy cưa. Dùng siêu thích luôn, ga bóp luôn. Đấy. Rồi dùng rất thích luôn nhá. Đấy. Rất mới. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác con này. Con này thì trông thì nó cũng rất là đẹp. Con này nó chỉ con Makita cổ ngỗng này. 26cc này, nòng 34 ly này. Có chùm giật trợ lực to này. Đấy. Bình xăng thì còn trắng này. Thấy không? Đấy, những cái này thì là bị bụi chứ nhá. Các bác về rửa lên nó chắc mới chát à. Thấy không? Máy nhìn rất là sạch sẽ. Đấy. Vú bơm này, nhìn nóc máy à, sáng này. Thấy không? Đấy, không có dầu mỡ gì đâu nhá. Đấy. Rất là ok, tay cầm. Tay cầm to luôn. Hơi thì khỏi chê. Con này bị ngạt bô này, đang ngạt bô này, đúng bị ngạt bô luôn này, thấy không? Hơi rất tốt nhá.
đang bị nghẹt bô, hơi quá tốt. Đây, đục cái bô này ra. Đấy. Nghẹt bô nhá, nghẹt bô tí thôi. Cái này bao vẫn bao cho bác hơi tốt nhá. Đấy. Con này hơi khô, hơi khô. Ngon đấy, con này bao ngon cho bác đi. Đấy. Con này H13, con này 26 đây. Con này tính cho bác 1 triệu nhá. Đấy, 1 triệu. Đấy. Vẫn bao ngon cho bác nhá, 1 triệu. Rồi tiếp tục này. Làm ăn lên cho bác một con hàng siêu VIP đi. Con này là hàng siêu VIP này, con Mitsu. Mitsu TL26. Đấy, TL26 này. Con này là xài chế One Brazil 2 kim này. Vú bơm xem nào. Vú bơm con này có vẻ thay vú bơm đi nhá. Con này nhìn lốc máy sáng này. Đấy, nhìn lốc máy sáng này, thấy không? Đấy, nhìn rất là sáng luôn. Máy còn ướt á. Đấy. Thứ hai là nhìn cái mặt tiền. Mặt tiền này bác về rửa lên nó đẹp đấy nhá. Đấy, nhìn này, sơn này. Đấy. Ok. Tay cầm cần của nó, tay cầm này. Đấy. Đây. Cái con này hơi rất là tốt nhá. Tròn tiếng. Mitsu TL26. Tròn tiếng này. Hơi rất tốt. Đấy. Đấy. Hơi rất ngon nhá. Đấy. Những cái dòng, ví dụ dòng máy đắt tiền, ví dụ Mitsu này bên em sẽ mở bô kiểm tra cho bác nhá. Đấy, đắt tiền. Con hơi tròn tiếng này ngon này. Con H14 nhá, dòng này quá nổi tiếng rồi. Đây, lốc máy nhìn sáng này, H14 này. Con này tính cho bác 1 triệu con tính bác 1 triệu 7 nhá. 1 triệu 7. Đấy. Đó, rất là vừa tầm cho bác nào. Đấy. TL26 1 triệu 7. Ok chưa? Rồi tiếp tục này. Nó mà lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác một con máy thuộc dòng này. Phải nói là siêu đẹp luôn. Đó chính là cái con này. Con này thì bác nhìn còn gì để nói nữa đâu. Con này nó là con Tanaka chữ A. Nhìn bình xăng này. Đã đủ biết đến tình trạng máy rồi. Đấy. Thế hai nhìn vú bơm này. Nhìn lốc máy này. Sáng chưa? Không có dầu mỡ gì nhá. Đấy. Với thứ hai, ba là tiếp tục nhìn đến những cái tay lái. Rồi là những cái cần của nó nhìn sáng choang. Đấy. Nói chung là đúng là đẹp thì cũng không phải quảng cáo nhiều. Con này thì công suất của nó là 24cc này. 24cc. Dây giật này. Rồi. Rồi, khác gì máy thùng. Rồi, ok. Xuất chúng nhá. Những buổi xuất sắc mà xuất chúng. H18 xuất chúng. Ôi, mới thế nhỉ. 1.1 triệu nhá. Đấy. Cao tiền. Máy đẹp thì phải khác máy thường. Rồi tiếp tục này. Nhưng mà lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác một con máy thuộc dòng máy 26 này. Con này máy 26cc này, nòng 34 ly này bác này. Đấy. Con này chính xác nó là con Singu nhá, Singu đời mới 4 số này. Đấy. Chế của nó thì là chế ngang quân bờ nhá. Đấy. Con này thì các bác về rửa lên nó đẹp thôi. Cái này là bụi trên này. Đấy. Mình sang mình xước nghe nó ok nhá, trắng này. Đấy, tay cầm đẹp này. Đấy, tay cầm đẹp này. Đấy. Đấy. Con này dây giật còn trắng nhá, dây giật này. Đây. Đấy, dây giật còn trắng này, thấy không? Có ướt này, thấy không? Đấy, để xem vú bơm nào. Xem vú bơm có bị rách không? Vú bơm không rách luôn mà còn trong này. Sao? Lốc máy thì còn sáng này. Thấy không? Bơm thế nào? Cái bơm ken két nữa thì 90% là nổ luôn. Ken két luôn. Thôi. Chắc cũng không còn gì để nói con này nữa rồi. Về khả năng đổ xăng nổ luôn thôi. Nhá, 90% đấy. Rồi, con H19. Con này 26cc 34 ly nhá. H19 này. Con này tính cho bác 1.1 triệu nhá. Máy 26 nòng 34. 1.1 triệu. Rồi tiếp tục này. Em lại lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo lại lên cho bác một con máy thì gọi là dòng Echo trắng nhá. Nhưng mà cái con này nó lại là dòng máy lớn. Đó chính là con này là máy Echo trắng. Thứ nhất nhìn vú bơm này. Chưa rách này. Con này là máy 24cc này, CT24 này. Các bác nhìn cái tùm này. Còn gì để nói nữa không? Đấy, chế ga ngang này. Đấy, con này giống của Echo 260 đấy. Cái tùm này bác về nắp dùng y chang đồ của Echo 260 luôn này. Đấy. Con này nhìn đẹp lắm này, thấy không? Nhìn này, đẹp lắm. Tay ga bóp xịn sò luôn này, thấy không?
điều chỉnh này, cấp độ này. Đấy, cái càng đẹp cơ, cần nó nhìn đẹp cơ, nét. Đấy. Con này thì vú bơm chưa rách này, bác về khả năng đổ xăng là lổ thôi. Nhìn rơi giật này. Ui, rơi giật trắng này. Đấy, thấy không? Thôi quá tốt rồi. Đấy. Dòng này với cái dòng Echo 260 là nó xài chung này. Xài chung này. Máy bác y chang luôn nhá. Cái dòng này nó rất được bác ưa chuộng này. Đấy, Echo trắng này. Con này máy 24cc lòng 34 ly nhá. Nó lòng 34 ly đấy, chứ không phải là lòng đúng không? Thế nhưng là 24 lòng 34 dòng này này. Khỏe, thương khỏe. H20 nhá. H20 thì con này em tính cho bác 1.1 triệu nhá. Đấy. Con này nó chung khỏe. 1.1 triệu, máy đẹp. Đấy. Tính cho bác 1 triệu đi, bán cho nhanh. 1 triệu nhá. Đấy. Rồi ok. Tiếp tục này. Em lại lên cho bác một con tiếp theo. Cái con này thì đúng là cũng không còn gì để nói cái con này. Con này là dòng Zobin 232 nhá. Riêng nói về cái dòng Zobin này thì thường thường máy nó về nó xấu lắm, nó không được đẹp đâu. Nhưng mà xài mấy cái dòng này thì rất là ngon. Thế nhưng mà lại cá biệt có cái con này nó lại là lại dòng siêu đẹp. Thì bác nhìn bình xăng này. Đây là bình xăng Zin nhá, chứ không phải bình xăng lô nhá. Thì bình xăng nó trắng cỡ này thì bác còn gì để nói nữa đâu. Đấy, đây. Đây. Đây không phải là Zin thì là gì? Đây, thấy không? Nhìn cái cục lọc bên trong trắng phau kìa. Đấy. Bên thứ hai nhìn cái nốc máy này, sáng này, có dầu mỡ gì đâu. Đấy. Rất là đẹp nhá. Này. Thấy không? Tay cầm quá đẹp này, nét này. Đấy, đầu bò cũng đẹp luôn. Đấy. Chung con này thì đúng là không có gì để nói. Con này nóng khỏe này. Nóng 33 ly siêu khỏe luôn này. Đấy. Hơi này. Ui giời, hơi bực luôn này. Chế hai kim quắt bờ dầu nhá. À, chế quắt bờ dầu nhá. Rồi, con này quá xuất sắc luôn. Đấy, không kiếm được cái con nào xấu xấu mà để bán cho bác. Nói chung cái máy xấu thì nhiều. Nói thế thôi. H21. Con này tính cho bác giá là 1.1 triệu nhá. Đấy, xuất sắc luôn. Rồi tiếp tục này. Đây em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo em lên cho bác một con dòng Mitsu này. Mitsu này khỏe này. Mitsu 24 nhá. Mitsubishi dòng đẳng cấp này, TM24 này. Mai bù thêm bác cái nắp xăng đấy nhá. Đấy. Đấy. Con này nó xài chế quan vừa rồi hai kim luôn này, quá tuyệt vời luôn này, thấy không? Vú bơm chưa rách luôn này, này vú bơm chưa rách luôn này, lốc máy sáng này, thấy không? Đấy. Cái thứ hai là tum rời nhá, tum rời này, thấy không? Gắn vừa xịt thuốc luôn, đầu này gắn xịt thuốc là ok này, cần lại cần xoay luôn này, quá tuyệt vời này. Con này hơi tiếc tí là hơi bể ít chỗ này này, đấy. Cái dòng này thì hay giòn vỏ lắm, không thể tránh khỏi cái dòng này. Dòng này rất là hay giòn vỏ, đấy. Mà về cơ bản máy móc thì con này thì ok, rất là ngon luôn. Đây giật trắng phếu này. Đấy. Con này hơi chắc lắm này. Con này bao đã ngon này. Đấy. Rất là ok nhá. Máy 24cc, lòng 34 ly khỏe. H22. H22. Con này tính cho bác giá là, đây là tính cho bác cứ tính cho 950 đi, bán cho nó nhanh. Đấy, hơi vỡ vỏ tí nhá. Đấy, 950. Mà dùng này dùng ngon nhá. Tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác một con Estin này, hàng của Đức này. 2451 này. Đấy. Đấy, con này thì là máy đời mới thôi, Estin đời mới này. Hàng của Đức đấy. Con này nhìn vú bơm này, còn trong vắt này. Ôi bơm ken két luôn. Con này khả năng về 90% bác về đổ xăng đổ luôn nhá. Đấy. Đây, con này nhìn bình xăng đẹp này. Chẳng phao luôn, nhìn tum này, chẳng phao luôn. Đấy. Đấy. Con này xài chế quân vừa rồi hai kim luôn này, quá tuyệt vời luôn này. Đấy. Con này thì hơi tiếc tí là hơi bị dập chỗ này một tí này, này do vận chuyển thôi. Đấy. Đấy, hơi thì tuyệt vời, hơi quá ngon này. Đấy. Đấy. Hơi quá tuyệt vời nhá. 24cc, dòng này như 24 là nòng 33 ly này, 33 ly khỏe này, rồi chạy khỏe cực kỳ luôn. Đấy, thương hiệu của Đức. H23. Cái này tính cho bác tính cho bác 950 nhá. Đấy, 950 nghìn. Hơi gặp vỏ trừ cho bác. Ok. Tiếp tục đây. Mà lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác cái con này là con Mitsu nhá. Mitsu
Isuzu TB20 này, TB20. Con này xài chế quan vừa rồi 2 kim này. Đấy. Con này nhìn cái cần của nó rất đẹp này, cần nhìn thon thon này. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Cần thon thon là tung dài luôn nhá. Đấy, thấy không? Cần rất đẹp luôn. Có vẻ là con này lấy bộ cần rất đẹp nhá. Thầy gà thấy kia này. Tung dài luôn. Đấy. Hơi tốt nhá. Với vỏ cũng không bể vỡ gì đâu. Bác về dọn rửa thì nó đẹp rồi. Đấy. Con này xài chế con rồ 2 kim. Đấy, TB20 nhá. Con này hơi ngon này, có trợ lực này. Đấy. Hơi ngon đấy. Rồi, tuyệt vời. Con H24. Con này tính cho bác giá là con này tính cho 900k nhá. 900k. Đấy, tung dài luôn. Được chưa? Đấy, bác về tự dọn. Đấy, giá này rất mềm nhá. Đấy, giá rất mềm. Rồi tiếp tục này. Mà lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác cái con này phải nói là nó cũng thuộc dạng siêu VIP luôn. Đó chính là con con này là con Hitachi. Con này máy 24 này, khỏe này. Khỏe cực kỳ luôn nhá. Đấy, con này vú bơm chưa rách này. Đấy, vú bơm này. Bơm két két luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy. Con này là Hitachi đây, 24 đây, thằng 33 ly. Con này sử dụng tay ga bóp hẹ này. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Nhưng máy đẹp đấy, máy rất ok đấy. Này có vẻ rửa lên nó rất đẹp. Đấy. Hơi này. Hơi quá ngon nhá. Phục phục luôn. Đấy. Phục phục luôn. H25. Con này tính cho bác giá là con này đẹp này, máy khỏe này. Nó tính cho bác ga bóp hệ luôn này. Tính cho 900k đây. Đấy. 900k. Được chưa? Rồi. Tiếp tục này. H25. H26 này, H26 lên cho bác con này nhá. Đây một con S-Steel của Đức này. Con này hàng Đức này. Đời mới này, 2300, nhìn cái bình xăng trắng phau này. Mai thêm bác cái lắp xăng nhá. Đấy. Con này xài chế quan vừa rồi 2 kim này. Quá ngon luôn này, nhìn máy còn ướt này. Vú bơm xem rách chưa nào. Vú bơm chưa rách luôn. À, hơi nứt nứt tí. Con này thì sáng này, nốc máy sáng này. Nhìn sáng không dầu mỡ gì nhá. Đấy, máy rất là ít dùng luôn. Hơi đây, tung đẹp này. Vỏ không bể vỡ gì luôn nhá. Đấy. Rất là ok luôn. Con này hơi quá tốt này. 23cc khỏe. Hơi phừng phừng luôn nhá. Phừng phừng này. Đấy. Được chưa? Rồi, quá chất lượng. H26. Tôi tính bác 1 triệu đây. Đẹp, đẹp. Triệu. Rồi tiếp tục này. Lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này thì dòng này dùng cực kỳ thích này. Dòng này nó là chính xác của nó là dòng Komatsu nhá. Komatsu mà con là xài chế con này là xài chế hai họng này, hai họng nhưng mà có led đỏ này. Quá xuất sắc luôn này, thấy không? Đấy. 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 Hai họng led đỏ nhá. Tức là dòng này dòng đời cao này. Ăn xăng thì cực siêu ít luôn nhá. Đấy. Đấy. Cái siêu ít nó con này 23cc. 23cc lại xài tum nhôm này, thấy không? Tum nhôm luôn này. Còn Komatsu đấy. Đấy, ga zin nó đây. Đấy, ga zin nó này. Nói chung con này nhìn đẹp lắm, nhìn nét. Hơi thì quá ngon luôn, không phải suy nghĩ. Thế sao vú bơm rách chưa nào? Vú bơm chưa rách luôn này, thấy không? Đấy. Lốc máy thì sáng. Ô bơm kẹt kẹt luôn. Con này 90% các bác đổ xăng đổ luôn nhá. 90% luôn. Đấy, hơi này. Hơi quá ngon. Đấy. 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 Trợ lực luôn. Đấy. Tuyệt vời nhá. Con H27. H27 con này dòng này thì đời cao H27. Con này tính cho bác 1 triệu nhá. Đấy 1 triệu. 23cc. Rồi tiếp tục này. Để em lên cho bác con này. Lên cho bác cái con này nó cũng là thuộc hàng siêu VIP luôn này. Đấy. Con này nó là cái con Mitsubishi nhá, Mitsubishi TL201 này. Xài chế quân bờ rồi ne đỏ này. Đấy. Con này nhìn thì còn đấy, nhìn quá đẹp luôn này. Ú bơm này, chưa rách này. Lốc máy nhìn còn sáng này, bác nhìn thấy không? Nhìn còn sáng không có dầu mỡ gì luôn nhá. Đấy. Ú bơm chưa rách này. Thì con này nhìn đẹp lắm này. Đấy. Nhìn nét. Đấy. Đấy nhìn rất là ok. Đấy, đấy tay cầm.
lưỡi niếc đầy đủ. Đây, con này nhìn nét. Đây, hơi này. Ôi, hơi quá ngon luôn này, cận luôn này. Đấy. Con này thử vậy là này. Quá đẹp nhá. Do, chế tay đỏ. Đây là 201 này nhìn nét. Con này H28 này. H28. Con này là Mitsubishi nhá. Đây là 201 nhá, đóng VIP đấy. Là 20cc, đóng 30 ly. Con này tính cho bác giá là như con này đẹp này, tính cho bác giá là 1050. 1.050.000. Được chưa? Tiếp tục này. Lên cho bác con tiếp theo này. Cho lên cho bác con này nhá. Đây con này là con Sinewa này. Sinewa này là Sinewa 22cc này. Con này nhìn bác nhìn máy còn ướt lắm này, thấy không? Máy ướt là vẫn đang trong tình trạng hoạt động ấy. Đấy, nhìn vú bơm này. Vú bơm đúng chưa rách luôn. Đấy, chưa rách luôn. Nhìn ướt này. Bơm này. Bơm ken két luôn. Hơi lỏng củ chế, bác về siết lại ốc nhá. Đây nhìn cái nốc máy này, nốc máy màu đỏ này. Nó còn sáng choang à, thấy không? Đấy, không có dầu mỡ gì luôn mà nhìn nốc máy sáng này. Đấy. Thường thường máy dùng nhiều là dầu mỡ nó bám đen kịt luôn. Đấy, nhưng con này dùng ít là vừa dùng lắm. Đấy. Đấy, ok. Đấy. Nó đẹp nhá. Đấy, tay cầm 22cc, dòng bugi đứng nổ ngon lắm này. Đấy. Hơi này. Hơi ngon nhá. Hơi ngon. Đấy, nhìn rất ok luôn. Tuyệt vời. H29. H29 này. Con này tính cho bác tính cho bác con này 850 nhá. 850.000. Đấy. Ok chưa? Rồi tiếp tục này, H30. 30 thì lên cho bác một con dòng đắt tiền nhưng mà nó nhỏ nhỏ nhá. Nhỏ nhỏ, nó là cái con Komatsu. Genmax Komatsu 20cc. Con này nòng 30 ly. Đấy, nòng Komatsu côn bướm này. Côn bướm nhỏ. Đấy, bướm nhỏ. Con kia gọi bướm to, này bướm nhỏ. Đấy. Cái này vú bơm này, vú chưa rách luôn này. Bơm ken két luôn. Con này chắc là 90% thì bác về đổ xăng đổ luôn thôi nhá. Đấy. Đấy, nhìn tum tiếc ngon. Đấy, ok nhá. Mình về mình chịu khó rửa ráy sạch sẽ đi là ok đấy. Đấy. Hơi này. Hơi ngon nhá. Quá tuyệt vời. Đấy. Hơi ngon đấy. Con này có khả năng nó đổ xăng đổ luôn thôi. Đấy, bơm nghe ken két không? Đấy, rất ok luôn. Dòng này dùng rất là bền này, Komatsu này bền này. H30 này. H30. Con này tính cho bác giá là 950.000 nhá. 950.000. Đấy. Ok chưa? Rồi, H30. Hôm mấy con này bỏ qua nhá. Những con này thì hay lên nốt cái con đẹp đẹp đấy đi. Con này nhìn thấy đẹp quá này. Lên nốt con này, hai con này bỏ qua. Con này đẹp quá này. Mình đang nào lấy con này thì tuyệt vời luôn này. Con này nó là một con máy Echo xanh. Nhìn nó còn đẹp thế này. Nhìn vú bơm này. Chưa rách này, nhìn bình xăng trắng này. Dây xăng này. Ui trời, hơi quá ngon luôn. Thứ hai là nhìn kia, à con này 22cc này. Tay cá bóp hẹ này, thấy không? Quá đẹp nhá. Con này xuất sắc này. Con này H31 nhá. Con này đẹp quá này. H31. Tính cho bác giá con này là xuất sắc này. Thì 950 này. Đấy nhá. Ok. Con này tặng cho bác tầm đấy thôi. Thôi, video này là dài, xin kết thúc video ở đây đi. Thì các bác mua hàng liên hệ với em theo số kia nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video. Chúc các bác và gia đình có một sức khỏe và hạnh phúc.